Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube BizLink Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Hôm nay mời các bạn cùng mình vẽ sơ đồ cây trong môn Morphology các bạn nhé. Mình sẽ có một bài tập thực hành thú vị. Từ dùng để vẽ bài tập thì mình lấy trong quyển truyện thiếu nhi The Berenstain Bears and the Week at Grandma's. Quyển này thì mình đọc cho con mình nghe vào tối hôm trước, khá là dễ thương. Rồi có một từ mình thấy hay quá nên mới nảy ra ý định làm clip để mình cùng thực hành với nhau ha. Về cách vẽ cây cũng như là cách phân loại từ vựng thì mình dựa vào quyển English Syntax and Universal Grammar của người thầy yêu dấu của mình, thầy Hector Campos. Quay trở lại với quyển truyện thiếu nhi, nội dung của truyện là gấu bố và gấu mẹ một hôm nọ muốn hâm nóng lại tình cảm nên họ quyết định đi nghỉ mát và họ gọi chuyến đi đó là tuần trăng mật thứ hai của họ. Và trong tuần lễ đó thì gấu anh và gấu em đã phải đến ở nhà gấu ông của gấu bà trong suốt một tuần. Trong suốt một tuần đó thì thoạt đầu hai gấu con không có vui. Hai bé sợ là mình ở nhà ông bà không quen, phải ngủ giường lạ, rồi ông bà nấu đồ ăn mà mình ăn không hợp khẩu vị. Thế nhưng tuần lễ đó lại hóa ra là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tới khi về, hai bạn nhỏ rất là quyến luyến và còn mong là một dịp khác, ba với mẹ sẽ đi một chuyến trăng mật thứ ba nữa để mình được đến ở nhà ông bà chơi cho đã. Đây là trang sách, mình thấy có cảnh hai gấu á, bắt đầu dọn đồ để mà đem đến nhà ông bà ở. Rồi có cảnh gấu bố và gấu mẹ lên xe đi bắt đầu chuyến trăng mật sau khi đã gửi hai gấu con ở nhà gấu ông, gấu bà. Mình zoom lên nha. Đây, chỗ này có cái chữ mà mình rất là thích. Second honeymooners. Second honeymooners chỉ về gấu bố và gấu mẹ đi kỳ nghỉ trăng mật lần thứ hai. Vậy thì mình đố các bạn hãy vẽ sơ đồ cây morphology để phân tích cấu tạo của từ này. Tới đây thì các bạn có thể tạm ngừng clip, rồi mình lấy giấy bút ra mình vẽ. Các bạn suy nghĩ cho thật kỹ nha, từ này thì mình dễ vẽ sai lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ mình tiếp tục nội dung của clip. Như các bạn hứa với mình là chỉ xem tiếp sau khi các bạn đã tự vẽ thử, suy nghĩ thử về cấu trúc của từ nha, chứ không có coi trước đáp án. Đây là cách vẽ của mình. Ở đây ta thấy honey là một danh từ và moon cũng là một danh từ. Hai danh từ này ghép lại với nhau thành honeymoon là một danh từ ghép. Sau đó ta có tiếp vĩ ngữ là gắn vào. Mình thấy tiếp vĩ ngữ có thể gắn vào động từ, ví dụ như ta có chữ teach, teacher, sing, singer. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà gắn vào đằng sau danh từ. Ví dụ như mình có chữ football, footballer. Đấy, một ví dụ rất là quen thuộc. Hoặc là mình là một Fulbright grantee, người nhận được học bổng Fulbright, thì bọn mình thường hay gọi nhau là Fulbrighter. Chữ honeymoon rồi mình thêm sau đó mình lại thêm cái đuôi chỉ số nhiều, mình có cái inflectional morpheme là z. Rồi vẫn là một danh từ và cuối cùng mình gắn với quantifier là second. Và gam lại thì mình có một danh từ ghép. Các bạn có vẻ giống như mình không? Nếu vẽ giống như mình là các bạn vẽ sai rồi đó. Tại vì trong các clip trước thì ta đã biết inflectional morpheme phải gắn vào sau cùng, đúng không? Tại vì số nhiều này là số nhiều của second honeymooner luôn, chứ không phải chỉ của honeymooner mà thôi. Cho nên mình phải tạo thành cái chữ second honeymooner trước, rồi mình mới biến nó thành hình thức số nhiều. Cho nên chúng ta sẽ phải vẽ như vậy đây các bạn. Honeymoon, rồi rồi mình có second, sau đó mới gắn với inflectional morpheme vào. Các bạn có đồng ý với mình hay không?
Mình mong là các bạn không đồng ý với mình, tại vì sự đồ cây này vẫn còn có một chỗ sai. Mình xem kỹ lại cấu trúc của Second Honeymoon. Nếu như theo cách phân tích này thì đã có một cái danh từ chỉ về những người thứ hai mà đi honeymoon. Vậy thì đã có những người thứ nhất đi rồi, rồi mình có những người thứ hai. Ta có thể hiểu nó là những người đi honeymoon thứ hai, người thứ hai á, hoặc là bạn có thể hiểu như là kiểu như người về nhì đi, à cho nó dễ hiểu. Nhưng mà thật ra nghĩa ở trong truyện á thì đây là những người đi second honeymoon, đó là cái chuyến honeymoon thứ hai, chuyến thứ hai của họ. Cho nên chúng ta phải tạo thành second honeymoon trước, rồi cái người mà làm cái chuyện đó, trải nghiệm cái chuyện đó thì mình mới gắn cái đuôi vào sau. Để ở đây là sai nha các bạn. Và thật ra khi mà chúng ta hiểu như vậy thì đây không phải là một compound noun, một danh từ ghép, mà nó là một noun phrase các bạn ạ. Khi nói về phrase thì chúng ta không nói về morphology, mà chúng ta đang nói về syntax. Morphology thì chỉ xử lý ở đơn vị từ thôi, các hình vị sẽ ghép lại với nhau để tạo thành từ. Còn khi ta có các từ ghép lại với nhau thì ta sẽ có một ngữ, một phrase. Vậy để mình cho các bạn xem, nếu mà mình hiểu nó là một noun phrase thì cái cách vẽ của syntax nó sẽ là như vậy. Đây các bạn nhìn vô thì các bạn sẽ thấy nó dễ hiểu hơn cái ý mà nãy giờ mình cố gắng diễn đạt với các bạn đó. Là nếu chúng ta hiểu theo cách này, second sẽ bổ nghĩa luôn cho honeymooners. Second này sẽ bổ nghĩa nói về cái người. Ok, trong khi mình muốn đây là một danh từ ghép và second sẽ đi với honeymoon, đó là chuyến honeymoon thứ hai chứ không phải người thứ hai. Cách vẽ này thì mình vẽ theo của Analyzing Sentences của Noel Burden Roberts cho các bạn quen thuộc ha. Ông xem second là một quantifying adjective và nó thuộc loại là adjective, cho nên gom lên ở trên thì ông để nó là một adjective phrase. Vì là modifier cho nên ta sẽ có một noun ở trên chứ không phải gắn vô ngay chỗ nào nha, rồi mình mới tạo lên một noun lớn. Và noun phrase này thì không có determiner. Đây là cách vẽ của Noel Burden Roberts. Nhưng như mình nói với các bạn đó, thì cái chữ này chúng ta phải phân tích nó là một danh từ ghép mới đúng, một compound noun mới đúng. Cho nên ta sẽ không vẽ theo syntax mà ta sẽ vẽ theo morphology. Vậy thì mình đến cách số 3. Đây mới là cách vẽ đúng. Và với sơ đồ này thì ta thấy second bổ nghĩa cho honeymoon các bạn ha. Honeymoon, xong rồi mình có second honeymoon, rồi mình mới lấy nguyên cái danh từ ghép đó, mình thêm cái tiếp vị ngữ vào. Đây là những người mà đi honeymoon lần thứ hai. Các bạn có thấy sự khác nhau giữa ba sơ đồ cây hay không? Cây đầu tiên thì là sai chắc chắn rồi. Cây số 2 với cây số 3 thì nó có sự khác nhau nhỏ. Suy nghĩ kỹ rồi mình sẽ thấy. Mình mong là clip này hữu ích cho các bạn, giúp các bạn thấy được cấu trúc, cấu tạo từ ở trong tiếng Anh. Cách phân tích khác nhau thì sẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau. Mong là nó cũng cho các bạn thấy môn morphology nói riêng cũng như là các môn ngôn ngữ học nói chung rất là thú vị. Và nếu quả thật như vậy, mình nhờ các bạn một việc là hãy chia sẻ clip này đến các bạn bè, cũng như là chia sẻ về kênh của mình đến các bạn học của các bạn. Tại vì mình biết là nguồn tài liệu tham khảo về ngôn ngữ học mà được giảng bằng tiếng Việt nữa thì rất là hiếm. Nó sẽ rất cần cho rất nhiều bạn sinh viên. Các bạn đừng quên subscribe, đăng ký kênh để nhận được thông báo những clip sau các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.